bắt đầu mình xuất phát đi nhớ tình hình này của mình. Hôm nay mình có dịp đi nữa cho nên mình quay lại toàn cảnh cùng hành trình đi tận Thủ Đức lên tại tỉnh Bạc Liêu của mình. Trong chuyến đi có gì thì các bạn cũng hạn chế nha, quay hình thành sẽ xấu.
bên đây là phòng vé nha các bạn. Hàng giao vé là người bán vé. Thank you.
đứng ngay chỗ cửa cáp treo nha các bạn. Cái này là trong khu vực cáp treo nha các bạn. Trước khi lên cáp treo mình phải đi qua các hàng như thế này đó, chéo nhau thì mới lên được tới cáp treo nha các bạn. Giờ đoàn đang chờ đợi giây phút chuẩn bị lên cáp treo mà. Giờ mình chuẩn bị bước vô lòng cáp treo nha các bạn. Mười người hả? Đây mấy người rồi? Thôi mình đi làm sao ấy? Nhiều quá. Thôi đi làm sao? Mình vô lòng nha các bạn. Đúng chưa? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ở đây đâu? Mấy nhà con của. Vô. Giờ mình xuất phát nha các bạn, bắt đầu lên đường. Rồi bắt đầu mình xuất phát. Xuất phát nha. Các bạn có xài quá từ trái không? Gió này.
trắng luôn rồi các bạn. Bình xa ba là phải lạnh như nào lạnh. Trắng bóc luôn không thấy được. Bình xa ba chắc nhiều như nào. Bình xa ba chừng nổi luôn. Sương mù là đẹp ghê chưa. Mờ mờ ảo ảo giống trên cung điện cung đình. Không có nữa. Mát ghê ha. Lên đây không có gọi được đâu. Lên đây đâu có sống đâu. Tới rồi nha các bạn. Chuẩn bị đứng lên đi ra. Đó, sương mù không thấy đường luôn đó mà. Đây là cảnh thần tiên nha các bạn. Đâu ứng rồi đó. Mình lên thiên đàng luôn nha các bạn ơi. Sương mù vậy đó. Bạn chỉ thấy một sương mù thôi, chứ ngoài ra không
đang đi lên thiên đàng nha các bạn. Trước khi vô ở trên đây nó rất là ướt, các bạn phải mang cái vớ dép vô.